Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một series Minecraft mang tên Vua Rồng. Ta-da, yeah. Ok, thì anh em ơi, thì Vua Rồng của chúng ta đến đây cũng đã được 8 tập rồi. Thì hôm qua chúng ta đã làm được gì nào? À, đây mình cho các bạn xem đây, hiện tại là mình đang đứng ở trên cái chuồng cao 7 tầng của chúng ta. Đó, trong tập trước chúng ta đã xây dựng được một cái chuồng cho rồng cao 7 tầng. Đó, bạn xem nè, rất là cao luôn. Và có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, tại sao anh lại không nuôi thêm nhiều con rồng khác nữa? Tại vì anh có đến 7 tầng lận mà, anh nuôi thêm 7 con rồng nữa đi anh. Đó, cho nên là mình nghĩ rằng là cũng đúng, 7 tầng mà tại sao nuôi có 2 con rồng thì quá ít đúng không nào? Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ lai tạo làm thêm một con rồng nữa nha mấy bạn. Đó, và con rồng mình quyết định hôm nay mình sẽ làm đó chính là rồng lửa. Ta-da! Ok, rồi, và bây giờ chúng ta bắt đầu vào video lai tạo rồng lửa hay nào. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video hay nào. Let's go. Ok, bây giờ mình sẽ trèo xuống dưới để mình dẫn 2 con rồng của mình ra, để mình cho bọn nó ăn và bọn nó sẽ đẻ ra một quả trứng rồng. Đó, bọn nó làm gì để bọn nó đẻ ra quả trứng rồng thì mấy bạn tự hiểu nha. Ok rồi, à khoan, để mình tháo dây cho nó đã. Con này có cột dây không? À, không có hả? Rồi ok, bay ra ngoài nào. Bay ra ngoài đây. Ok, một con. Ui, lại nóng nữa rồi, trong đây nóng quá vậy. Bay ra ngoài nào. Ok, rồi 2 con rồng đã đứng kế bên nhau đây. Bây giờ là mình sẽ lấy cá cho bọn nó ăn nha. Để bọn nó ăn cá xong rồi bọn nó sẽ đẻ. Rồi để mình vào trong mình lấy cá coi. Không biết được rằng là đẻ ra một quả trứng rồng có nhanh hay không đây. Tại lâu lắm rồi mình chưa có cho con rồng đẻ. Để mình xem nha. Cá đâu ta? À đây, cá đây. Rồi lấy thêm cục xương nữa. Đó, cục xương không phải là để cho bọn nó ăn đâu nha các bạn. Cục xương là cho bọn nó đứng dậy đó. Bọn nó phải đứng dậy bọn nó mới đẻ trứng được. Rồi, đứng dậy đi. Ok, con này đứng dậy luôn. Rồi ok, ăn cá đi. Ơi, đi đâu vậy, đi đâu vậy? Ăn cá đi, con này, ăn cá luôn đi. Đẻ đi. Ủa, con này đi đâu vậy? Quay lại đây mày. Quay lại đây đẻ đi chứ. Con này sao đi đâu vậy? Ủa, sao kỳ ta, sao hai con nó không làm gì nhau hết ta? Ủa, để mình cho nó ăn lại coi, ăn đi. Ăn đi. Rồi, phập nhau đi. Phập nhau ra quả trứng rồng đi. Rồi, bọn nó đang xoay vòng tròn nè. Có được quả trứng rồng nào không? Không được quả nào luôn. Ủa, ăn đi. Con này ăn luôn. Rồi, phập nhau đi. Rồi, làm gì làm đi. Làm đi, anh không nhìn đâu, làm đi. Anh úp mặt xuống nè. Ok. Để coi có được trứng rồng chưa. Ủa sao không thấy quả trứng rồng nữa hết vậy? Ủa mấy bạn ơi, sao tự nhiên hai con rồng của mình bọn nó lại không chịu đẻ ta? Kỳ quá vậy, đừng có nói là hai con này là đều là đực hết nha. Đừng có nói là hai con này là đực nha bạn. Bọn nó mà là đực rồi nó không đẻ được đâu. Rồi xong rồi, để mình vào mình lấy thêm cá coi. Chết rồi, sao nó lại không đẻ ta? Kỳ vậy. Ok, lấy thêm cá hời nè. Kỳ quá ta, hai con này kỳ vậy. Ăn đi. Ui, bọn nó không đẻ bạn ơi. Kỳ quá vậy. Hai con này không chịu đẻ. Chết rồi. Để mình tìm cách mấy bạn ơi. Mình nghĩ rằng là không được rồi. Kiểu này là phải tìm cách cho bọn nó đẻ thôi. Không được rồi. 1 hour later. Trời ơi là trời, tôi thề với mấy bạn luôn nha. Tôi mệt ơi là mệt với hai con rồng này luôn á. Bây giờ mình mới phát hiện ra được là cái lý do mà bọn nó không đẻ được là do mình mặc giáp cho bọn nó mấy bạn ơi. Hai con rồng này phải cởi giáp ra thì mới đẻ được nha. Trời là trời, làm từ nãy giờ mình đi câu theo quá trời cá luôn. Xong đầu mình cho nó ăn quá trời cá mà bọn nó không đẻ. Mình không hiểu lý do vì sao. Cuối cùng mình cởi giáp bọn nó ra thì bọn nó mới đẻ được. Trời ơi là trời. Mà tức ở chỗ nha, là lúc mà bọn nó đẻ thì mình lại chưa kịp bấm quay, cho nên là cái cảnh nó đẻ ra quả trứng mình chưa kịp quay lại nữa. Giờ có được quả trứng rồng nước rồi nè, chưa kịp quay lại cảnh mà nó đẻ nữa. Thôi kệ đi, bây giờ nè, chúng ta gọi là sẽ đi kiếm một ít lava để mình để xung quanh cái quả trứng rồng này thì nó sẽ biến thành con rồng rồng gì ta? À, rồng lửa nha các bạn. Giờ phải đi kiếm lava nè. Đó là trời, khổ ghê luôn á, để mình đẩy quả trứng rồng xịt ra ngoài đây. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm lava để xung quanh quả trứng rồng nha anh em. Rồi để mình vào trong nhà mình làm cái xô nước đã. Bây giờ là mình sẽ đi xuống dưới gọi là cái hang động quái vật. Mình nhớ bên dưới đây nó có rất là nhiều lava các bạn ơi. Mình sẽ xuống dưới đây để mình múc lava nha. Ơi trời là trời, làm mình tốn hết 30 phút để chờ cho con rồng nó đẻ. Cuối cùng thì thôi kệ đi, mệt quá. Nói chung thì nó cũng đã đẻ được rồi. Mình không nên phàn nàn quá nhiều, bạn hiểu không?
Rồi để mình lấy một ít gọi là dung nham nè. Rồi. Ui. Trời ơi, hết hồn, một con kỳ nhông. Ấy da. Mày hả mày? Cút ra. Rồi, để mình leo trên đây. Mỗi lần xuống cái hang quái vật này là mình lại bị giật mình các bạn ơi. Ở dưới đây quái vật xuất hiện nhiều quá, toàn bị giật mình không à. Leo lên, leo lên, leo lên. Rồi, ok. Bây giờ là mình sẽ đi qua đây đào một cái hố ở giữa chỗ này. Đào ra cái hố. Xa xa nhà ra các bạn ơi, lỡ gần nhà quá cháy nhà là chết đây. Ok. Rồi ok, bây giờ là đào xong hố nè, đổ dung nham xuống. Ôi trời ơi, nóng quá. Mình đứng gần dung nham mình bị nóng mấy bạn ơi. Chết rồi. Ok. Giờ mình sẽ đẩy cái trứng rồng lại gần nha. Đẩy lại, đẩy lại. Ok. Hy vọng là nó không bị rơi xuống dung nham các bạn ơi. Rơi xuống dung nham cái là mất luôn cái trứng rồng á. Đó là trời. Ok. Đẩy vô. Rồi ok, nó nằm như thế này chắc là được rồi nè. Rồi nằm im đó nha mày, đừng đi đâu hết nha cái quả trứng rồng kia. Bây giờ là mình sẽ lấy đá mình để xung quanh để tránh trường hợp là ấy trời nóng quá, nóng quá. Chết là mình bị nóng rồi. Ấy da, trời nóng rồi, nóng rồi, nóng rồi. Mấy bạn ơi, nóng quá cho nên là mình bị phỏng mất tiêu rồi. Mình bị phỏng rồi, trời ơi là trời. Mình đứng gần ngay cái dung nham á anh em cho nên là mình bị nóng. Nóng ơi là nóng luôn. Rồi bây giờ mình lại mình xây nhanh nè, xong mình còn chạy nữa chứ nóng lắm. Rồi, xây nè. Xây nhanh ra còn chạy nữa. Ui, lửa, trời ơi là trời. Ui cháy cháy cháy. Ôi, làm con rồng dung nham này cực quá các bạn ơi. Tàn gặp lửa không à. Ok. Mình thiếu đá rồi, để mình vô mình lấy ít đá đã. Chết rồi, lâu lâu mấy bạn thấy màn hình của mình nó bị cam lên á là do là nó bị nóng á các bạn. Nó bị nóng cho nên là cái màn hình nó sẽ bị xuất hiện cái màu cam. Nè. Ok, đứng chỗ này chúng ta sẽ nhìn thấy được con rồng của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ để cái quả trứng rồng lửa ở trong đây nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta gọi là đi làm công việc khác thôi, chờ cho nó biến thành rồng lửa thôi. Ok. Rồi. Thì mấy bạn ơi, mấy bạn có nhớ được rằng là trong một cái tập tập bao nhiêu ta? Tập 6 hoặc là hay là tập 7 gì đó mình không nhớ, hình như là tập 6 hay sao á, là mình đã đi giết một con rồng mấy bạn ơi. Mấy bạn có nhớ cái tập đó không? Tập đó là mình đã giết được một con rồng, nhưng mà mình chưa kịp lấy gọi là da với lại xương của bọn nó, bởi vì là mình muốn chừa lại để mình lấy hơi thở của rồng. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ đi bắt con rồng đó nha. Đó thì mình có nung ở trong đây một ít gọi là kính thủy tinh nè, để mình làm cho mình mấy cái bình để mình đi mình lấy gọi là hơi thở của rồng mấy bạn ơi. Đây. Mình sẽ chế cho mình thủy tinh nè. Thôi rồi bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau bay đến chỗ gọi là con rồng đã chết để chúng ta lấy hơi thở của rồng nha các bạn. Ok đi thôi nào. Bay cao lên cho dễ thấy nè. Ui một con rồng. Chạy. Trời, không chơi. Không giỡn nha, không giỡn. Ê trời ơi, không giỡn. Ôi trời ơi trời, kiếm từ nãy giờ không thấy con rồng. Ô đây. À, thấy rồi các bạn ơi, thấy rồi. Thấy rồi, đây con rồng đây mấy bạn ơi. Con rồng lần trước chúng ta đã giết nó đây. Nằm một đống luôn ha ha. May quá bạn ơi, nó chưa hóa thành bộ xương. Nó mà hóa thành bộ xương là coi như mất luôn rồi. Ôi trời mưa rồi. Thôi rồi mình sẽ lấy hơi thở của rồng nè, xong rồi mình về. Ok. Lấy nè. Lấy một chai, hai chai, ba chai, bốn chai, năm chai. 6 chai, trời ơi, lấy được cái tận 6 chai luôn bạn ơi. Ghê thiệt. Ủa, mình như lấy hơi thở của rồng là không lấy da được đúng không ta? Nó mất hết tiêu da rồi. Không sao cả, mình sẽ lấy xương của nó. Lấy xương nè, ok. Đem xương về, đem đầu rồng về. Rồi, về thôi. Ok bạn ơi, vậy là chúng ta đã có được thêm 6 bình hơi thở của rồng. À khoan. Mình để ý bên kia hình như là nó có vàng kìa. Để mình qua mình lấy, mình chết túc kịp lắm. Đúng rồi. Qua mình trộm về mình lấy lúc kim lóc các bạn ơi. Đây bên đây. Từ để xuống coi thử coi. Hình như là bên đây nó có nguyên một cái bãi toàn là vàng không nè. Này đào được không ta? Ui đào được. Trời ơi vàng không bạn ơi. Đem vàng này về nhà để. Ui khoan, con rồng. Con rồng kìa. Ô cẩn thận các bạn ơi, gặp rồng là chết đấy. Mình sẽ đào hết mấy cái vàng này về nhà để chế tạo lúc kim lóc các bạn ơi. Ok hợp lý. Đào hết. Những cái vàng này hình như là những cái vàng hạt thôi, nhưng mà chúng ta giờ chúng ta có thể chế ra thành nguyên cục vàng to đùng luôn. Wow, đã. Ui con rồng trên trời, không biết nó có nhìn thấy mình không ta. Nó mới nhìn thấy mình là phun lửa mình luôn á. Ok mình phải đào nhanh thôi rồi mình còn về nữa. Về tới nhà đây các bạn ơi. Ok, vậy là một chuyến thám hiểm đi đến bãi rồng của chúng ta. Chúng ta đã thu được gọi là rất là nhiều xương rồng, với lại là một cái 6 cái chai lận, 6 cái chai hơi thở của rồng. Một chuyến lợi phẩm cực kỳ nhiều luôn. Ok, để mình đem về nhà, mình cất vào nhà coi. Mình sẽ bỏ hơi thở của rồng vào trong đây. Rồi, kiếm cái gì đó ăn coi. Hình như có thịt rồng nè. Lần trước mình kiếm được thịt của con rồng nè, để mình ăn luôn. Ây da, ui, ây da, ăn thịt rồng là bị cháy hả? À, ui, mấy bạn ơi, ăn thịt rồng là bị cháy các bạn ơi. Trời là trời. Tôi cứ tưởng là thịt rồng là ăn được chứ, ai về ăn vô bị cháy luôn. Cháy chết mất tiêu luôn rồi.
rơi quá trời đổ tôi luôn rồi. Trời ơi là trời, thịt rồng hóa ra là bây giờ mình mới biết luôn bạn, thịt rồng là ăn vào là mấy bạn sẽ bị cháy nha. Trời ơi là trời, tôi cứ tưởng thịt rồng là ăn được chứ, ai dè ăn vô bị cháy, cháy chết luôn mới ghê chứ. Ồ, để mình ra mình xem cái quả trứng rồng lửa của mình coi nó có đổi thành rồng lửa chưa. Ồ mấy bạn ơi, con rồng lửa đã biến thành rồng lửa rồi nè. Ui ui, con rồng nước của mình đang bị gì vậy? Ui bạn ơi, con rồng nước của mình nó đang bị gì nè? Ủa sao tự nhiên nó biến thành màu trắng rồi? Ơ à, con rồng nước của tôi, ui con rồng nước của mình biến thành rồng sắp xác rồi các bạn ơi. Wow, ui trời. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn ơi thật không tin được, con rồng nước của mình đã biến thành rồng sấm sét rồi nè. Wow, mấy bạn nhìn nè, nó đẹp quá à. Wow, tự nhiên mình đang đứng hình như là sét đánh xuống cái con rồng của mình. Ủa sao nó biến thành rồng bình thường rồi? Ok vậy, hồi nãy nó biến thành rồng sấm sét mà sao giờ biến thành rồng bình thường rồi? À, trời ơi trời, chắc là cho cái hiệu ứng một tí thôi. Thôi không sao, giờ mình cho con rồng mình nó vô trong chuồng đi, để nó ngoài nguy hiểm quá, sét đánh là mầm dưới đây nè. Rồi ngồi xuống. Hey, tưởng là con rồng của mình biến thành rồng sấm sét, ai dè đâu có, đó chỉ là cái hiệu ứng tạm thời thôi các bạn ơi. Thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ đi ngủ nha. Mình đi ngủ, sau đó tí nữa rồi mình dậy mình coi con rồng lửa nó như thế nào nha các bạn. Trời mưa quá, trời mưa kiểu này là không ra ngoài được đâu, sét đánh chết đấy. Thôi đi ngủ. Ok rồi, để ra xem coi, không biết rằng là con rồng lửa đã nở chưa ta. Ồ nó vẫn chưa nở các bạn ơi, bao lâu thì con rồng nó mới nở được hết nha. Thôi rồi bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ chờ cho con rồng nó nở rồi mình sẽ tiếp tục quay trở lại nha anh em. Chứ bây giờ con rồng chờ nó nở chắc cũng phải tốn khoảng 30 phút á. Mình nghĩ là như vậy. Ok, rồi mình sẽ chờ thôi. Để mình vào nhà mình xem coi cái đống vàng này để mình chế coi được bao nhiêu lucky block nha các bạn. Hồi nãy quên mất đào được quá trời vàng mà giờ về chế vàng, chế thành lucky block thôi chứ để làm gì đúng không. Đó, mình sẽ bỏ hết vào đây. Bỏ vào đây, ok còn 9 cục nè, bỏ vào đây hết luôn. Yeah, chúng ta đã được 34 cục vàng các bạn ơi. 34 cục vàng thì chế lúc kịp lóc để đập luôn đi chứ để lại làm gì đúng không. Rồi mình sẽ chế lúc kịp lóc luôn. 34 cục thì chế được khoảng 4 cái hả? Rồi chế được có 4 cái lúc kịp lóc là tưởng nhiều lắm, ai dè chế được có 4 cái. Không sao, 4 cái cũng được. Bây giờ mình sẽ đi ra xa xa bên kia mình đập lúc kịp lóc nha các bạn. Rồi đập lúc kịp lóc xuống nè. Đập ra, xem được gì đây. Búp. Trời ơi, lại là thạch anh. Tôi có cần cái này đâu mà cho hoài vậy trời. Rồi, đặt thêm cục nữa, có 4 cục à. Trời ơi, được bộ đồ da. Trời là trời, khổ vậy. Cho cái gì đó quý hiếm hơn xíu được không? Cái gì đó quý quá à. Cho cái gì đó quý hiếm hơn xíu được không? Cái gì đó quý quá à. Trời ơi, mấy bạn ơi, vừa nói là cho cái gì quý hiếm xíu được không, xong nó cho mình đúng thứ quý hiếm luôn á trời. Nổ cái bùm chết queo luôn, hiếm ghê luôn á, khổ hết sức hà. Trời là trời ơi, không biết là chết có mất nhiều đồ không đây. Giáp rồng của tôi bởi hết rồi, trời ơi là trời, khổ quá. Lần nào cũng vậy hết, đập lúc kia lóc không gặp may mắn, tàn gặp xui xẻo không ha. Ok còn thiếu cái áo. Cáo đâu, cáo đâu, cáo rồng của tôi đâu, không để mất được đâu nha. Cáo rồng đâu rồi, không ở trong đây. Có dưới đây không? Không có dưới đây luôn. À đây, cáo giáp đây rồi, thấy rồi. Ồ, may quá, full bộ giáp lại rồi. Cứ tưởng là mất hết giáp rồi chứ. Ồ, sợ vậy. Còn một cái lúc kịp lóc. Hy vọng lần này là không gặp xui xẻo nha. Không gặp xui xẻo, không gặp xui xẻo, không gặp xui... Được gì đây? Được một cây rìu bằng kim cương nhưng mà mình chưa dùng được. Thôi kệ, đem về luôn cũng được. Trời là trời, đập lúc kỳ lóc mà tàn gặp xui xẻo với lại gặp mấy cái đồ bình thường, không không được gặp cái gì đó quý hơn nữa. Ok rồi, để về xem coi con rồng lửa nó đã nở ra chưa. Ok để xem coi con rồng lửa nó nở chưa ta. Ui u, con rồng lửa nở ấy bạn ơi. Yeah, ok hợp lý. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lại nha, để tránh trường hợp con rồng lửa bị rơi xuống dưới dung nham, mình sẽ lắp này lại. Ơi mà con rồng lửa nó bị rơi xuống dung nham nó có chết không ta? Bởi vì nó là rồng lửa mà, chắc là nó không bị cháy lửa đâu nha. Rồi. Ok, và con rồng lửa chúng ta nó đã được up thành công rồi bạn ơi. Trời ơi, nó bé xíu luôn, bạn nhìn cute gì đâu trời. Cute phun mê que vậy. Ok, để mình leo lên trên. Ê! Ui, được, chạy. Nó chạy bạn ơi, nó chạy. Rồi xong. Xong rồi, toàn. Để mình đào cái hố, lại tiếp tục phải đào cái hố chôn nó xuống dưới đi. Đi xuống mày.
Đi xuống. Đừng chạy nữa nha. Ok rồi. Ok. Ở dưới đó nha Rồng, đừng đi đâu nha con. Rồi mấy bạn ơi, vậy là trong tập này chúng ta đã lai tạo được thêm một em rồng lửa nữa các bạn ơi. Và trong tập sau chúng ta sẽ huấn luyện nó để trở thành thú cưng nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là em nó cần có thời gian gọi là chờ cho nó lớn lên các bạn ơi. Rồi ok. Và mình nghĩ rằng là clip đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như các bạn thấy thích clip này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của con chuột. Ấy á. Ôi trời trời, nó đang cào mà con bị chuột. Mày ui con chuột. Mày ui ui con chuột. Ôi da da, nó quăng mình lên trời luôn. Ấy á. Con chuột này kinh khủng vậy. Con chuột này nó có phép thuật hả? Ui. Trời. Con chuột này kinh khủng quá bạn ơi, nó hất mình văng lên tùm lum phía luôn. Trời, đang cào nguyên con chuột nhào ra cắn mình. Ủa? Ê con rồng, bay đâu vậy? Trời. Ôi, thôi một tí nữa mình bắt nó lại sao? Thôi, chào lại. Ok anh em ơi, và mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em, phải nồi. Tạm biệt.